Tang lễ gấp rút của nghệ sĩ Giang Còi, con cháu bật khóc đọc di chúc, nhiều người thân đồng nghiệp không kịp tiễn biệt. Sống dài sống ngắn không quan trọng, quan trọng là sống thế nào. Câu nói đã theo nghệ sĩ Giang Còi tới tận những ngày cuối đời với sự lạc quan và nụ cười luôn nở trên môi. Ông tâm niệm dù nghèo cũng không nhận quảng cáo, không giới thiệu sản phẩm xấu tới mọi người. Nhiều lần nam nghệ sĩ từ chối hóa trị, xin được chết tại sân khấu, tại trường quay chứ không phải là từ giường bệnh. Đám tang của ông không nhận tiền phúng điếu, hoa viếng. Tối qua ngày 4 tháng 8, thông tin nghệ sĩ Giang Còi đột ngột qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư đã khiến cho cả showbiz và khán giả bàng hoàng. Theo thông tin do con trai của cố nghệ sĩ chia sẻ, thi hài nghệ sĩ Giang Còi đã được khâm liệm vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 8, tức là sáng nay, sau đó được đưa đi hỏa táng vào lúc 8 giờ 50 phút. Con trai của nghệ sĩ Giang Còi cho biết, ban tổ chức cùng với gia đình rất mong muốn được đón tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu gần xa và những người yêu mến nam diễn viên Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp nhất với điều kiện cho phép. Bởi vì dịch bệnh phức tạp và đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tang lễ hôm nay chỉ có những người thân tham dự, diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1 giờ 20 phút. Giây phút tiễn đưa linh cữu của nghệ sĩ Giang Còi, các con cũng không thể nào kiềm lòng, liên tục bật khóc nức nở. Gia đình và người thân của cố diễn viên không nhận tiền phúng điếu, hoa viếng. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại quê nhà, thời gian chậm nhất là sau 49 ngày nam nghệ sĩ về với đất mẹ. Theo dân trí, nghệ sĩ Quang Tèo đã vô cùng bất ngờ vì không thể nào đưa tiễn người bạn, người đồng nghiệp thân thiết nhất của mình lần cuối cùng vì tang lễ diễn ra vô cùng gấp rút. Nam nghệ sĩ cho biết, đêm qua nhận được tin anh Giang Còi qua đời, tôi và mấy đồng nghiệp còn bàn nhau đến tiễn biệt anh ấy như thế nào trong tình hình dịch bệnh như thế này. Vậy mà sáng nay, nghệ sĩ Trà My nhắn tin tang lễ đã được tổ chức vào buổi sáng. Có lẽ trong thời điểm dịch bệnh, gia đình nhà anh Giang muốn tổ chức tang lễ trong phạm vi gia đình, tránh tập trung đông người. Chúng tôi thực sự đau xót khi không thể đến, nhìn anh và tiễn đưa anh lần cuối cùng. Ngoài ra, con trai của nghệ sĩ Giang Còi đã chia sẻ lại di chúc của bố mình. Trong di chúc nghệ sĩ để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng với cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc mà ông yêu thích nhất và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời tiễn biệt. Trọn vẹn một cuộc đời cống hiến. Gần những ngày qua đời, nghệ sĩ Giang Còi vẫn đến thắp hương cho gia đình của đồng nghiệp, vẫn vui vẻ động viên mọi người vượt qua đại dịch Covid-19, lo lắng chu toàn cho 4 người con của mình trước khi mất. Không ai nghĩ ông đang chiến đấu với nỗi đau bệnh tật. Là anh em người đồng nghiệp gắn bó lâu năm với nghệ sĩ Giang Còi, nam diễn viên Hải Chiến Thắng đã đau xót. Hay tin anh Giang qua đời, tôi thực sự bàng hoàng. Tôi đã lên kế hoạch đi thăm anh nhưng vì dịch bệnh nên đành hoãn lại. Vậy mà giờ đây anh đã không còn nữa. Nỗi day dứt lớn nhất của tôi là vẫn chưa kịp đến thăm anh thì anh đã ra đi. Thời điểm anh Giang khám bệnh bị bệnh ung thư, bác sĩ chẩn đoán anh còn 2 năm nữa. Thế mà mới chỉ hơn nửa năm, anh đã ra đi vội vã. Chiến Thắng cho hay, nam nghệ sĩ Giang Còi chính là người đàn anh đã dìu dắt, hỗ trợ mình rất nhiều trong thời gian anh mới lập nghiệp để cho anh có được sự nghiệp vững vàng. Nghệ sĩ Giang Còi sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Triều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Anh. Ông đặc biệt nổi tiếng với vai trò diễn viên hài khi xuất hiện với rất nhiều diễn viên có tiếng trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần như là cố diễn viên Văn Hiệp, nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo. Nam nghệ sĩ có một cuộc sống hết sức thanh bạch, đến cuối đời ông vẫn sống trong một căn nhà vườn ở ngoại thành Hà Nội. Dù là một nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ cần rời khỏi bối cảnh quay, ông lại trở về với khu vườn, với đôi tay lấm lem đất trồng và nhựa cây. Về đời tư, ông đã trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng với tấm lòng của một người đàn ông, của một người chồng, ông không bao giờ nói xấu những người phụ nữ đã rời bỏ mình. Tôi không muốn đổ lỗi cho người khác, tôi quan niệm vì bất cứ lý do gì thì khi sự việc đã xảy ra, người đàn ông phải nhận trách nhiệm về mình đầu tiên. Điều dai dứt duy nhất với nam nghệ sĩ là không giữ được một gia đình trọn vẹn cho các con của mình. Tôi có thể khẳng định tôi không bao giờ muốn và cũng đã làm hết sức để các con phải chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay. Tuy nhiên, mọi việc vẫn xảy ra, có lẽ là do số phận. Chính vì vậy, nam nghệ sĩ luôn muốn làm tròn trách nhiệm của người cha đối với các con. Sau 2 lần ly hôn, tất cả các con của ông đều sống với nghệ sĩ Giang Còi. Một mình ông nuôi 4 người con cho đến tận khi trưởng thành. Đến những ngày cuối đời, ông vẫn cùng với các con thực hiện dự án vườn của ba để cả gia đình có những giây phút quây quần và hạnh phúc bên nhau. Về nghề nghiệp và xã hội, nam nghệ sĩ đã từng nổi tiếng với lời thề không bao giờ dùng tên tuổi của mình để đi quảng cáo. Ông cho hay, mình không tin những doanh nghiệp mang hàng hóa bán cho Việt Nam mình, cho nên mình không quảng cáo hàng hóa của họ, sáng nắng chiều mưa biết thế nào. Trong quan điểm của nghệ sĩ Giang Còi, khi ông quảng cáo cho một doanh nghiệp nào đó thì ông mang hình ảnh của mình, uy tín của mình
mời gọi tất cả những người Việt yêu thương mình mua hàng của họ. Ông không chắc chắn với chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp nên không chấp nhận quảng cáo cho họ. Đó là trách nhiệm của một người nghệ sĩ chân chính với công chúng, với xã hội và với chính danh tiếng nghề nghiệp của mình. Vì vậy mà nói, nghệ sĩ Giang Còi cho đến nay vẫn không giàu có cách xù như những nghệ sĩ tên tuổi khác. Trước khi đổ bệnh nặng năm 2015, nghệ sĩ Giang Còi đã từng ước nguyện: sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi, hãy cho tôi được chết trên sàn diễn, cầu trời đừng bắt tôi chết trên giường bệnh. Ông luôn đau đáu với tâm niệm được cống hiến, được làm nghệ thuật, được đem lại sự hào hứng với niềm vui cho khán giả. Vậy nên, khi phát hiện ra mình bị ung thư hạ họng giai đoạn 3, được bác sĩ chẩn đoán chỉ còn khoảng 2 năm, nam nghệ sĩ đã quyết định từ chối điều trị hóa chất. Cả cuộc đời đã cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả, nhưng đến cuối đời, ước nguyện của nam nghệ sĩ vẫn là được sống trọn vẹn với đam mê. Tôi quyết định sẽ không điều trị hóa chất nữa. Đối diện với bệnh tật, tôi thấy mình thật đơn giản vì tôi còn 2 năm nữa mà. Tôi muốn mình được làm phim, nếu như có ra đi thì chết trên phim trường chứ không phải là từ giường bệnh. Quả thực cả cuộc đời của nghệ sĩ Giang Còi đã sống theo câu nói nổi tiếng của chính mình: sống dài, sống ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào. Trong suốt thời gian điều trị bệnh tật, nam nghệ sĩ vẫn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ. Những ngày không lên viện, nam nghệ sĩ vẫn cùng các con thực hiện dự án Vườn của Ba. Theo chia sẻ của đạo diễn Hiếu Vích, Vườn của Ba là dự án dài hơi nhất mà anh và người cha nổi tiếng của mình đã bắt tay thực hiện sau nhiều năm cả hai cha con cùng theo nghệ thuật. Dịp giãn cách vì Covid-19 giữa năm 2020 khiến cho tôi khám phá ra sở thích mới của mình, đó là làm vườn. Tôi không chỉ biến cả ban công nhà mình trở thành một khu vườn mà còn tiến hành xây dựng một kênh YouTube với cái tên Vườn của Ba. Đây cũng là dự án dài hơi nhất của tôi và ông già. Cả nhà đã cùng quay quần chăm chút cho những cây mầm rồi cùng chia sẻ niềm vui khi đi quay phim, dàn dựng bối cảnh. Đây thực chất là những góc máy ghi lại khoảnh khắc gia đình sum vầy của chúng tôi mà thôi. Để thực hiện được dự án này, cả gia đình của nghệ sĩ Giang Còi đã cùng nhau chăm sóc khu vườn, thu hoạch hoa trái, ghi lại để làm kỷ niệm. Nam nghệ sĩ đóng vai trò là người dẫn chuyện, ông chia sẻ chân thành về những kinh nghiệm làm vườn và trồng cây của mình. Cho đến nay, dự án đã được phát triển khá nhiều trên số fanpage cùng tên. Số cuối cùng có sự góp mặt của nghệ sĩ Giang Còi được phát sóng vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 với nội dung chia sẻ kinh nghiệm làm đất vườn khi trồng cây. Sau đó, con trai trưởng của nghệ sĩ Giang Còi vẫn tiếp tục duy trì dự án này với những clip tương tự. Tuy nhiên, hình bóng của nam nghệ sĩ Giang Còi thì đã vắng bóng. Giữa năm 2021, nghệ sĩ Giang Còi khỏe khoắn hơn nên ông thực hiện khá nhiều chuyến đi chơi ở những tỉnh xung quanh Hà Nội. Vào tháng 5, đạo diễn Hiếu Vích cho hay: thời gian trước khi bố tôi mất, ông ở nhà rất vui vẻ và thoải mái. Ông hết làm vườn, chơi lan rồi lại còn ươm cả một bầy cá trọi. Sức khỏe của ông ổn định nên ông muốn đi chơi xa một chuyến. Tuy nhiên khi đang trên đường thì nam nghệ sĩ gặp biến chứng xơ gan, bị xuất huyết tiêu hóa và phải nhập viện khẩn cấp. Kể từ đó, ông thực hiện các phác đồ điều trị trong bệnh viện cho tới khi mất. Suốt thời gian này, ông vẫn sử dụng mạng xã hội để động viên mọi người giữ tinh thần tốt vượt qua đại dịch Covid-19 vô cùng lạc quan. Nhìn vào thì không ai ngờ ông đang vật lộn với sinh tử. Cuối tháng 7 năm 2021, nam nghệ sĩ đã giao bán chiếc xe hơi màu trắng cá nhân đã sử dụng được 2 năm. Nữ nghệ sĩ Trà My, người bạn thân thiết của Giang Còi tiết lộ, nam nghệ sĩ muốn bán xe để lấy kinh phí chữa trị lâu dài. Tuy nhiên, đến 23 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2021, nam nghệ sĩ đã qua đời sau 8 tháng phát hiện và chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cuộc đời ông là một huyền thoại với tuổi thơ của tất cả khán giả Việt Nam. Xin được vĩnh biệt ông. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng khép lại bản tin của kênh tin tức Lóng Lánh Hoài Niệm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.